Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lại. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần và dân sự cũng không lên cùng người. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, y theo mọi lời này. Đoạn, Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép, đặng dạy dân sự. Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi, hãy hỏi hai người đó. Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. Trong 6 ngày, mây phủ núi. Qua ngày thứ bảy, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Chương 25. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel đặng họ dâng lễ vật cho ta. Các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. Này là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu sức và hương, bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ephod và bản đeo ngực. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao cũng 1 thước rưỡi. Lấy vàng ròng bọc trong bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia, cùng làm 2 cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen 2 bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Lại làm 2 tượng cherubim bằng vàng giác mỏng để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài, 1 tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia.
hai cherubim sẽ xòe cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim trên hòm bản chứng. Ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si tim, bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 1 thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền chung quanh. Rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. Lại đúc 4 cái khoen vàng, tra vào 4 góc nơi chân bàn. Khoen sẽ ở gần be để xỏ đòn khiêng bàn. Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiêng bàn đó. Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu và ly, đặng dùng làm lễ quán. Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta. Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác. Hai bên thân đèn sẽ có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Ngươi cũng hãy làm 7 cái thép đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. Kéo bắc tim cùng đồ dựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng 1 ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi. Chương 26. Ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm. Màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sậm, có thêu các hình cherubim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi 5 bức màn sẽ kết dính lại nhau. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm 50 cái vòng cho bức màn thứ nhất và 50 cái vòng nơi đầu triên bức nguyên thứ nhì. Các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết 5 bức màn này riêng ra và 6 bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ 6 ở trước đền tạm. Lại thắt 50 cái vòng nơi triên màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất, và 50 cái vòng nơi triên màn của bức nguyên thứ nhì. Cũng làm 50 cái móc bằng đồng móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bông nguyên, thì sẽ xủ xuống phía sau đền tạm. Phần bề dài dư trong các bức màn của bông, bên này 1 thước, bên kia 1 thước, thì sẽ xủ xuống hai bên hông đền tạm, đặng che vậy. Ngươi hãy làm 1 tấm lá phủ bằng da chiên được nhuộm đỏ để trên bông, và kết 1 tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim. Mỗi tấm trường 10 thước, hoành 1 thước rưỡi, có 2 cái mộng liền nhau. Hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc. Cứ 2 lỗ mộng ở dưới để chịu 2 cái mộng của mỗi tấm ván. Lại hãy làm 20 tấm ván về phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc. Cứ dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Ngươi cũng hãy làm 6 tấm ván về phía sau đền tạm,
tức là về hướng Tây. Về hai góc phía sau đền tạm, phải làm hai tấm ván, khít nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Thế thì, có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ 2 lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại, ngươi hãy làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cho những tấm ván về phía bên này, 5 cây xà ngang về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng Tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang và làm những khoen bằng vàng đặng xỏ các cây xà ngang. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu những hình cherubim cực xảo, rồi sủ màn đó trên 4 trụ bằng cây si tim bọc vàng, dựng trên 4 lỗ trụ bằng bạc. Các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bông, rồi ở phía trong màn để hòm bản chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn, còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cây bàn. Về cửa trại, ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai đậu mịn có thêu cực xảo, rồi làm cho bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng. Thi Thiên 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa, tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Chương 48. Hỡi nhà Gia-cốp, là những người được xưng bằng danh Israel ra từ nguồn Giu-đa, hãy nghe đây. Các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình. Vì họ lấy thành thánh làm danh mình và cậy Đức Chúa Trời của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi, những sự ấy ra từ miệng ta và ta đã rao ra. Ta đã làm thình lình và những sự đó đã xảy đến. Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gái ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng, ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng chạm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó, sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới, là sự kín nhiệm ngươi chưa biết. Bây giờ, những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này, ngươi chưa nghe chi hết, kẻ ngươi nói rằng, này ta biết sự đó rồi. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết rằng, ngươi làm gian dối luôn, từ trong lòng mẹ, đã được gọi là bội nghịch. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta,
vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Ấy là vì ta, vì một mình ta mà ta sẽ làm điều đó, vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Hỡi Gia-cốp và ngươi Israel, ta đã gọi, hãy nghe lời ta. Ta là đấng đó, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã dương các tầng trời. Ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe. Trong vòng họ có ai đã rao ra những sự này không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Babylon, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người canh đê. Ta, chính ta đã phán và đã gọi người, ta đã khiến người đến, người sẽ làm thịnh vượng đường lối mình. Các ngươi hãy đến gần ta và nghe điều này. Từ lúc ban đầu, ta chưa từng nói cách kín dấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ Chúa Giê-hô-va và thần của Ngài sai ta đến. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán như vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt, bị xóa trước mặt ta. Hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh xa người canh đê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng, Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp là tôi tớ Ngài. Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc, thì họ không khác, vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ, đập bể vần đá thì nước văng ra. Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 49. Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai. Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta. Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm cho ta như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Ta có nói rằng, ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va và sự ban thưởng cho ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài và nhóm Israel về cùng Ngài. Vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. Ngài có phán cùng ta rằng, ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc Israel và đấng thánh của Ngài, phán cùng người bị loài người khinh dễ, bị dân này gớm ghiếc, là người làm tôi kẻ có quyền thế như vậy. Các vua sẽ thấy và đứng dậy, các quan trưởng sẽ quỳ lại vì cớ Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, tức là đấng thánh của Israel, là đấng đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ này và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho. Đặng bảo kẻ bị trói rằng, hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng, hãy tỏ mình. Họ sẽ chăn thả trên đường, và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. Họ sẽ không đói, không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khí nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa, vì đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước. Ta sẽ làm cho mọi núi ta nên đường phẳng, và các đường cái ta sẽ được sửa sang. Này,
những kẻ này sẽ đến từ nơi xa. Kìa, những kẻ kia sẽ đến từ phương Bắc, những kẻ nọ từ phương Tây, và những kẻ khác từ xứ Shini. Hỡi trời hãy hát, hỡi đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bằng tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Con cái ngươi chóng về, kẻ phá hại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi. Hãy liếc mắt xem xung quanh ngươi, những kẻ này đều nhóm lại và đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ này như đồ trang sức, và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới. Thật, các nơi đổ nát, hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi, nay có đông người ở thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi bị mất những đứa khác, sẽ nói vào tai ngươi rằng, đất đai chật hẹp quá cho tôi, hãy sắm chỗ cho tôi, đặng tôi ở đây. Chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng, ai đã sinh sản cho ta những đứa này? Ta đã mất hết con cái, ta đã son sẻ bị đày và lưu lạc. Vậy thì, ai đã nuôi những đứa này? Này, ta đã ở một mình, những đứa này có bởi đâu? Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ, chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng, ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Vậy, của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giật lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? Song Đức Giê-hô-va phán như vậy, thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, say vì máu mình như vì rượu mới. Cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi, tức là đấng toàn năng của Gia-cốp. Chương 50. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Chớ nào tờ để mà ta đã để mẹ các ngươi ra ở đâu? Ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho? Này, các ngươi bị bán là tại tội lỗi mình. Mẹ các ngươi bị bỏ là tại sự bội nghịch các ngươi. Cớ sao khi ta đến chẳng thấy có người nào? Cớ sao khi ta gọi chẳng có ai thưa lại? Tay ta há ngắn quá không chuộc được sao? Hay là sức ta không đủ mà cứu được sao? Này, ta chỉ nạt một cái thì biển liền cạn. Ta biến sông thành đồng vắng. Cá dưới sông vì khan nước phải chết khát, hóa ra hôi thối. Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời và khoác cho một cái bao gai. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mất cỡ. Vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên. Ai là kẻ đối địch ta?
hãy lại gần ta. Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta. Ai định tội lỗi ta được? Này, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo, bị sâu cắn rách. Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Kìa, hết thảy các ngươi là kẻ thắp lửa và đốt đuốc vây lấy mình, thì hãy đi giữa ngọn lửa mình và giữa những đuốc mình đã đốt. Ấy là sự tay ta đã làm cho các ngươi sẽ nằm trong sự buồn bực. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.